Mới đây, Bandai Namco đã tung ra trailer tựa game thể loại FPS lấy chủ đề về Gundam, đó chính là Gundam Evolution. Nhưng hãy để tựa game Gundam Evolution này ở một bài viết khác đi nha. Còn video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng quay ngược thời gian để xem lại những tựa game Gundam trước kia đã được phát triển ra sao nhé. Trước khi bắt đầu video, các bạn hãy like, share cũng như subscribe kênh Seba Gundam để xem được nhiều video thú vị ở trong tương lai nữa.
Đó là danh sách các sản phẩm game về Gundam được ra mắt trong khoảng trước năm 2000. Còn phần 2 của video này sẽ tổng hợp các tựa game sau đó nhé. Nếu như các bạn thấy chúng mình còn thiếu sót gì thì có thể góp ý bên dưới phần bình luận. Và đừng quên like, share video cũng như đăng ký kênh, ủng hộ bọn mình ra thêm nhiều nội dung khác nữa. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.